Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhé. Anh em thấy cái gì ấy chưa? Cái base của tôi đấy anh em. À, sau khi đi một lúc thì tôi cũng đã tìm được khu rừng đỏ và ôi giời ơi, pháo đài này anh em. À. Và đây tôi đã làm được cái ngọn lửa màu xanh. Thì là mình làm cái lửa trại màu xanh này thì nó không cần có than anh em ạ. Chỉ cần có cái cát linh hồn thôi. Hồi trước là tôi đây thì tôi xây rương để tạm đồ đấy. Thế nhưng mà tôi rất là bởi vì tôi không biết thì cái lúc ấy tôi mở rương cái đồ bỏ lợn nó vào đánh tôi anh em ạ, suýt tôi chết luôn. Nhưng mà tôi không chết, à, tôi sống dai lắm. Anh em mà tôi pro không? Tôi chỉ có mỗi đi không địa ngục mà anh em nhìn cái level của tôi này. Đó, farm toàn là vàng đấy chứ tôi có đào cái cục màu trắng vào đâu. Có lợn à? Tôi mới nghe tiếng có lợn. À, nó có lợn này. Ok. Đó, đào mỗi vàng mà lên tận level 22 kinh không? Ok. Thì cho tôi nhảy cái anh em nhá. 1 2 3 4. Ok, xong rồi. Canh xem có lợn nào không thì mình mới được mở hộp anh em ạ. Mở cái to đánh mình đấy. Đó, anh em đổ tôi chưa? Đó, à đúng rồi. Hồi trước là tôi đã làm được cái respawn ăn cho rồi. Tôi đã đào thêm vàng mà. Đó, xong rồi tôi để tôi làm được. Sau đó thì tôi đào thêm glowstone, tôi có cả cái glowstone luôn. Đó, thế là mình có điểm hồi sinh rồi đấy. Bây giờ ấy, trước tiên mình xây cái nhà đấy anh em ạ. Tránh ra nhé, có lợn nhá. Đánh tôi không? Không anh em ạ, tôi không thèm đánh tôi. Đây này, tôi lấy gỗ và đá đủ các thứ ở đấy này, blackstone này, gỗ này. Tôi thấy gỗ xanh của mình nó không còn nhiều rồi nhỉ? Ừ, đây lấy tạm thời cái này đã. Xây anh em ạ. Thì chung là tôi cũng đã chuẩn bị trước một chút rồi. Thì đây, kiểu nhà của tôi sẽ là như thế này anh em ạ. Nói chung là mình xây cái này là mình cũng mất khá cái gỗ xanh ấy chứ cha. Mình mất vậy thì không biết là có đủ cái gỗ xanh không ta. Tôi đang nghi chắc không đủ anh em ạ. Thử nhá. Thôi cứ thử xây làm sao. Biết đâu lại đủ đúng không? Xây lui lui vào đây chứ không sợ cái bọn Blaze nó ở dưới cái nó bắn anh em ạ. 1 2 3 4 5. Đó. Đã xây 5 cái hay sao ấy. Đặt một cái ở đây này. Đặt cái nữa ở đây này. Đó. 1 2 3 4 5. Xong đặt cái ở đây này. Đó. Sau đó mình dùng cái này mình làm này. Thì mình lột vỏ gỗ anh em ạ. Đó. Chỉ còn có 15 mà, có vẻ ít nhỉ. Đây. Tiếp tục 1 2 3 4. Thế này 4 thôi anh em ạ. Xong cách 3 ô. 1, 2, 3. Xong làm này. 1, 2, 3, 4. Xong xuống đây lại làm 2 này, 3 này, 4 này, 5. Ê chết chào rồi anh em ạ. Hết gỗ rồi. Holy shit. Đây là lỗi tại tôi anh em ạ. Ok. Tôi nghĩ bây giờ tôi phải chạy tìm gỗ đây. Thì tôi nhớ là cái khu rừng xanh thì nó nằm phía bên kia. Nói chung là giờ tôi chạy tìm gỗ thôi. Thì anh em đợi tôi 5 phút nhá. Tôi đi tìm cái xong rồi tôi quay trở lại. Ok anh em nhá. Anh em ơi, tôi không hiểu tôi đi kiểu gì mà tôi bị lạc đường rồi. Bây giờ tôi bị lạc qua chỗ nào ấy, tôi không biết chỗ này có phải là chỗ vừa nãy của mình không. Chả biết cái nhà của mình ở nãy ở đâu. Mà tìm những con trà tìm đấy cái khu rừng màu xanh. Trời ơi anh em ạ, thật sự tôi không hiểu tại sao mà tôi dễ bị lạc đường như vậy.
Tôi đang ở chỗ nào ấy chứ mà nó không phải là cái khu rừng màu đỏ nhà mình đâu. Bây giờ tôi phải đi tìm đường về ấy. Toang quá. Toang quá anh em ơi. Không biết là có phải chạy qua đây không. Xấu ra. Nhưng mà tôi thấy chỗ này quen quen anh em ạ. Trời ơi tôi ngáo quá anh em ạ. Chả hiểu đi đứng kiểu gì. Ơ cái chỗ kia là cái chỗ kia chỗ nào nhỉ? Nó có phải khu rừng không? Không phải anh ạ, không phải. Không phải rồi. Chỗ này chỗ nào ấy trông lạ lắm. Có tí nấm nhỉ? Đào không? Từ cái nấm mình cũng khá khá rồi, tôi đào tí. Thốn quá nhở. Chỉ vì đi tìm đồ xây nhà đấy. Ô, vì sao chỗ này nó lại màu xanh? À, nó màu xanh bởi vì do mình đang đứng ở cái Sunset Valley ấy. Toang quá, nhưng mà vẫn phải đào tí vàng em ạ. Dù có toang mấy nhưng mà chung là mình mà gặp tài nguyên là mình vẫn phải đào. Trời ơi, đau quá. Tôi chả hiểu tôi đi đứng kiểu gì. Ok. Vừa nãy là tôi đi qua nó từ cái đường bên này này. Đâu rồi? Đừng gọi là mình lạc cái đường ấy nữa nhá. Đây này. Bây giờ tôi phải xuống ở dưới này anh em ạ. Anh em ơi, nhà của tôi ở đâu? Tôi nhớ là vừa nãy là tôi đi trên này, tôi có nhìn thấy cảnh này. Nhưng mà không biết là có phải là mình đứng ở trên này không? Hay là mình đứng ở từ bên kia nhỉ? Tôi qua bên kia làm sao? Biết đâu là vừa nãy mình từ bên kia mình đi qua ấy anh em ạ. Thế vừa nãy thì mình đi qua cái đường này ta. Nó có khi nào nãy giờ là mình ở bên kia, tôi qua thử bên kia nào. Ok. Không có lợn kìa. Kệ đi. Thế nhưng mà tôi nhớ là nãy tôi đi cái đường nó đâu có hiểm trở này đâu. Ok. Thốn quá nhở. Chả hiểu đi đứng kiểu gì. Có mỗi vài cái phương hướng thôi mà cũng bị lạc anh em ạ. Sao mà chỗ này trông lạ ta. Sao mà nó lại bị chạch ra ngoài kế hoạch thế này. Tìm cây xanh mà cũng không tìm được anh em ạ. Sau đó thì có cái chuyện đi về nhà thôi mà cũng bị lạc. Hay nó đâu đó ở đây nhở. Từ từ cho tôi nhớ lại cái đoạn đầu xem tôi chạy nào nào. Đoạn đầu là tôi đâu có chạy vào rừng đâu đúng không? Tôi chạy men theo cái rừng. Ô, Fortress nè. Ừ thì cái Fortress ở đây thế nhưng mà ơ thì nói vậy thì là ô anh em ơi. Thế nói vậy thì có nghĩa là ở xung quanh đâu đó nó sẽ là cái nhà của mình. Thì là cái nhà của mình nó nhìn thấy cái Fortress mà đúng không? Hình như cái nhà của tôi nó ở chỗ kia. Để tôi bắt cái qua đêm nào. Nói chung là trên tay tôi cầm thuốc lửa rồi. Anh em thấy tôi thủ sẵn hai cái thuốc lửa không? Thằng nào mà bắn tôi xuống là chuyện gọi là quá easy luôn. Chả cần phải lo luôn anh em ạ. Chung bây giờ địa ngục với tôi như một trò đùa rồi anh em ạ nhá. Nhưng mà chỉ mỗi tội là phương hướng đối với tôi thì nó vẫn là một cái gì đó cực kỳ cao siêu anh em ạ. Thì à, anh em xem tôi thỉnh thoảng là anh em thấy tôi xác định phương hướng như pro ấy. Đó. Cái tập đi tìm mansion đấy đúng không? Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có vài tập mà tôi tôi như Zoro. Nói chung là cái nhà của mình là phải ở đâu đó xung quanh đây cả. Bởi vì là tôi nhớ là mình nhìn được xuống dưới cái Fortress mà. Lạ nhở.
Thôi để tôi đi lên cái fortress thử xem sao. Thế hay là có hai cái fortress nó khác nhau ta? Biết đâu lại vậy anh em ạ. Để trèo lên thử cái này xem sao nào. Đây này, nó có cái đường này, tôi ấy xây đá trèo lên luôn. Đó, tôi được cơ chip mở nó đó. Hỏng cái quốc luôn rồi. Không có craft table rồi, tôi phải làm tự làm rồi. Đi xây nhà mà fail quá. Khan hiếm, cực kỳ thiếu cái gỗ xanh luôn anh em ạ. Chết cha rồi. À đây may quá có đá. May quá có đá. Vừa nãy tôi lấy đá là tôi tính xây nhà đây mà không ngờ là bây giờ may mà có đá. À đúng rồi, vừa nãy tôi có vứt vàng cho bọn kia được ngọc này, ngọc dịch chuyển này. Và được cái gì nhỉ? À đây được bạc. Được bạc này là quan trọng kinh khủng đấy anh em, là mình làm được cái đấy. Làm được cái đánh lửa đấy. À đúng rồi đúng rồi, hồi trước tôi cũng được chúng nó vứt cho cái tơ nhện, thế nên là tôi đã làm được cái cung tên. À, tránh ra nha anh Gat nhá, không chơi với anh Gat. Tôi rất là ghét cái con skeleton đen nhá, tôi chỉ mong là nó không có một con nào ở đây. Con đấy là nó có độc anh em ạ, nó đánh mình là mình mất máu theo thời gian nhá. Cầu mong là khi mà tôi đi trên cái fortress này tôi có thể nhìn thấy cái nhà của tôi. Chả hiểu đi đứng kiểu gì. Có mỗi cái chuyện đi một tí quành về mà cũng quên. Tôi nhớ là cái fortress của tôi nó nhìn ở đâu đó ra được cái hướng kia kìa. Hình như là nó ở trên đây kìa. Đúng không? Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, cái kìa. Đúng rồi đúng rồi. Cái nhà của tôi trên kia kìa, để tôi xây đi qua cái đoạn này cái nào. Này. Đây. Đây là cách xử lý khi mà anh em gặp lava đi như này này. Đó, anh em cứ xây này, xong anh em đi như này này. Tình huống này hơi căng nhở. Đó, bây giờ mình sẽ chặn lava lại. Lava chảy từ hướng đó ra. Kìa kìa, đây cái nhà của tôi đấy. Đấy, chả có skeleton đen kìa. Kìa, sao chặn cái lava ta? Đây này. Chặn ở hai đầu này anh em. Đó. Đó, thì nó sẽ không có chảy qua nữa. Đó. Sau đó thì chặn ở đây nữa. Đi vào đây, chặn ở đây nữa. Tôi rất là ghét con skeleton đen. Hồi trước là tôi đã bị chết một mạng do con skeleton đen rồi. Nó đâu rồi? Đây kìa, nó kìa. À, cái chỗ này cao quá, à, cái chỗ này thấp quá. Nó không đi qua được. Ăn đòn nhá cưng, rồi ôi ăn đòn. Thực ra là nếu mà tôi mà có khiên thì tôi không sợ nó đâu. May quá mình đi kiểu gì mình tìm thấy cái fortress anh em ạ, may thế. Thế mà tôi tưởng là tôi mất cái nhà rồi, cái nhà của tôi kìa. Đi khám phá nào, ô. Ấy này, cây xanh này. Chả hiểu sao nãy tôi đi đứng kiểu gì mà nó không tìm được cái chỗ này. Skeleton, qua đây tao xem nào. Đau không cưng? Ấy à, ấy à. Yeah. Yeah, ủa ơi. Chết rồi anh ạ, chết rồi. Chết nhưng mà chết cha rồi. Tôi còn ít máu lắm, tôi còn có một trái tim thôi. Chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi. Ăn. Ôi dồi ôi. Đó là lý do vì sao mà tôi ghét con skeleton đen đấy. Nhanh nào. Craft đồ ăn luôn. Đợi tí anh em ạ. Đứng đợi tí cho hồi máu đã. Đau quá. Rùng cả mình anh em ạ. Tiện thì tôi grab mấy cục vàng cái nhỉ. Đã, ăn cái. Bởi vì là chúng ta không có gì ta.
Bởi vì chúng ta chỉ có mỗi giáp vàng anh em ạ, chúng ta không có giáp khỏe như kiểu giáp bạc và là giáp kim cương ấy. Thế nên là bọn nó khỏe lắm, chúng nó bắn mình đau lắm. Đó, nếu mà mình ăn cái súp này thì anh em thấy nó hồi phát tận 3 đùi gà nhưng mà nó đói nhanh lắm. Tôi đi trên đường là chung mà tôi thấy nấm thì được cứ hái hết đấy anh em, nên là anh em nấm tôi khá nhiều đây. Hả? Đồ ăn thì anh em đừng có lo, yên tâm nhá. Giàu lắm. Không ai giàu bằng tôi đâu. May là mình có cái cung tên rồi đấy, nên là giờ mình bắn cũng tiện. Nó chết rồi anh em ạ, chết rồi. Đau không cưng? Đây. Qua đây cưng. Ái chả ngon quá nhở. Nó rơi ra được cái Blaze Road rồi. Bây giờ chúng ta đã đủ gọi là tất cả mọi thứ để đi về thế giới thực được rồi đấy anh em. Đó. Nhưng mà tôi sẽ thử đi khám phá thêm một chút nữa làm sao. Biết đâu mình tìm được cái đồ gì ngon ở đây. Thực ra gọi là đủ nhưng mà cũng chẳng đủ đâu, bởi vì là chúng ta còn thiếu đá obsidian. Đó. Thì mình muốn kiếm obsidian thì chỉ có mấy cách ấy, là chung là chúng ta có thể đi kiếm ở trong cái fortress. Thỉnh thoảng trong mấy cái rừng của nó sẽ có. Hoặc là chúng ta trao đổi với bọn lợn, bọn cướp ấy. Đó. Nó cũng sẽ có. Này này, này. Blaze. Blaze chết ngay này. Ăn đòn này. Ăn đòn này. Úi giời ơi. Bên xuống đây sao ta? À, ok, xuống à. Để tôi đi khám phá thử không anh ạ. Khám phá thử xem có cái gì không anh em ạ. Đó. À đây, cái đường mà nãy tôi lên đây này đúng không? Tôi đi trong địa ngục mà level 23 luôn rồi kìa. Bro không? Nói chung là tôi cũng đã nhìn thấy khá. Quá già. Thôi tôi rất là có ám ảnh với cái này nhá. Anh em nhớ cái series sinh tồn ở dưới mặt đất của tôi không? Tôi chết nói chung là khá nhiều pha bởi vì là cái chỗ respawn ấy rồi. Tôi chung là... Úi rồi. Con nó bắn ở đây. Anh em thấy tôi bị ăn lửa, tôi bị mất máu nhiều không? Nói chung là mình được một cái blaze là ok rồi. Chung là sau này mình qua bên ngoài đấy. Đồ mình khỏe khỏe rồi mình quay lại đây sau. Cái Blaze Road nó làm được cái gì ấy nhở? Hình như... Thôi bạn ơi. Thôi. Úi dồi. Bắn nè. À. Bắn nè. Xem ai bắn tốt hơn. Nó bay cao lên à? Xuống cái bạn này. Sẽ bắn tốt hơn. Ấy à. Xịt rồi à. Hai con à. Thôi bỏ đi anh em ạ. Ái chà. Lâu anh. Anh ăn vàng không anh? Cái bọn Blaze nó bắn nhầm vào bọn lợn ghê chứ. Để từ từ tôi xem thử xem là cái Blaze Road này làm được cái Brewing Stand chưa. À được rồi đây. Ui ngon quá. Cái này bạt chế thuốc đây anh em. À, muốn chế thuốc thì cần gì ta? Chế thuốc nói chung là cũng cần mấy cái đồ ngoài đời. Nhưng mà nói chung là tôi vẫn phải cần thêm một cái Blaze Road nữa. Để tôi có thể tạo được cái đồ để tôi chế. Thì đây, chung là bây giờ tôi phải quay lại để xử bọn này tiếp. Chạy nhanh anh em ạ. Cái gì đây? Ơ, ui. Tôi bị chết rồi anh em ơi. Trời ơi. Tôi muốn quay ngược lại thời gian anh em ơi. Có cách nào quay ngược lại không? À hù hù. Tôi không biết bây giờ tôi phải đi hướng nào. Tôi đi qua chỗ đó anh em ạ. À hù hù. Cách nào quay ngược lại không anh em? Anh em ơi, vì sao con skeleton từ đâu chui ra đấy? Toang quá.
toang quá anh em ạ, toang quá. Mất tiền một cục rồi. Bây giờ cái chỗ nhà của tôi nó cách cực kỳ xa cái chỗ đấy luôn. Chỗ kia tôi có cái respawn ăn cho nhưng tôi quên không đặt ra. Ây à, đau. Bây giờ cách nào để đi qua chỗ đấy không nhờ? Tôi còn chả nhớ đường đi qua chỗ đấy nữa anh em ạ. Buồn quá anh em ơi. Thôi không sao anh em ạ, không sao đâu. Đây thì như anh em đã thấy đây thì đây là mấy cái gua mà tôi lập đây, tôi xây nhà đây, thì hai gua tôi lập ra xây nhà đây, gua này gua sinh tồn trong địa ngục đây. Thế còn cái gua cũ này đây, cái gua này gua mình đang lạc trong mansion đây. Thì toàn quá ta. Giờ sao anh em? Để tôi vào cái gua cũ xem có cái gì không. Đó, anh em thấy cái gua cũ của tôi rất là pro đấy. Đấy, nói chung là tôi vẫn còn giữ cái gua này mà. Đó, anh em có nhiều đồ không? Thì tôi cất hết đồ ấy đấy. Hay là chả lẽ mình lại tiếp tục chơi chơi lại cái gua này anh em ạ. Cái gua kia toang quá, tôi tính bắt đầu khởi đầu mới nhưng mà toang quá. Mà tôi nghe nói là bản cập nhật 1.17 là cũng ra rồi đấy. Chắc là sắp tới là tôi cài tải được đấy anh em nhỉ. Vậy nên là thôi, chắc là tôi cứ nghĩ là chúng ta cứ chơi tiếp cái bản này đi. Cứ chơi tiếp cái gua ấy đi. Sau này ra bản mới thì lập cái nick mới sau đúng không. Lúc ấy chúng ta lại sinh tồn trong địa ngục sau đúng không. Thế nhưng mà nói chung là tôi đã sinh tồn trong địa ngục một cách mà cực kỳ gọi là mạnh mẽ và cực kỳ tốt rồi đấy. Sống được khá là lâu đấy. Chơi gua ấy nhá. Ok thì bây giờ đầu tiên là tôi đã có nhà rồi, tôi mượn tạm nhà của mấy anh dân. Mất cái gua kia buồn quá. Không sao anh em ạ, chúng ta cùng đầu tiên ấy là mình cần phải đào mấy cái này đi đã, mang đi cho an toàn anh em ạ. Thế nhưng mà chúng nó có cái gì trong đấy không? Chúng có trống rỗng à? Hôm nay chúng ta sẽ đi mai anh em ạ, chúng ta sẽ đi hang động xem thử có gì không nhá. Đấy, obsidian à, cái này là cái len màu đen này, than này. Đây, bây giờ mình đây này, thì trước là thì trên đường tôi đi khám phá tôi còn có được cái berry chaser map này này mà tôi còn quên nó không đi hả. Chung là hôm nay chúng ta sẽ đi hang động vậy. Coa xong cầm này, sugar có miếng cần cầm cái gì không anh á? Than à? Chứ mà mình cần phải cầm gỗ đấy. Biết đâu chỗ cần đúng không? Đấy, cầm cái này đi. Rồi. Đấy, sau một khoảng thời gian gọi là thích thể hiện sinh tồn trong địa ngục, cuối cùng tôi đã quay trở lại cái gua cũ rồi đây anh em. Anh em hài lòng chưa? Ok. Đi hang động nhá. Hello bạn lửa. Dọa bạn tí thôi. Ai giết bạn làm gì đúng không? Bạn lửa xinh đẹp. Đúng rồi, trước là tôi có bạn lửa đây 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 đây, có bạn lửa này đó. Đây là bạn lửa của tôi đấy hả? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi phải đặt tên cho bạn lửa của tôi anh em ạ. Đặt tên là tên. Tôi có name tag mà đúng không? Đây name tag. À. Rồi, tôi đặt một cái tên cực đẹp cho bạn lửa của tôi. Đặt tên nào? Thế nhưng mà mình đặt tên nào ta? À. nhầm. Hình như là mình phải có cái cục tạ đã đúng không? Nó là cái đe ấy đúng không? Thì mình ấy khảm được, thay đổi tên của nó xong mới đặt được. Nhưng mà giờ trên người tôi chả có cái nổi cục bạc nào để mà làm cái đe luôn ấy. Nên là từ từ đã, đi mai đã anh em ạ, hang động. Cái mansion kìa.
Tôi thấy cái mansion này nó khá là to, tôi không biết là có cách nào để mình xây lại được nó để cho đẹp hơn ấy. Chứ mà trước mấy con creeper nó nổ khá là đau cái mansion. Tôi tìm hang động ngay các bạn. Đi xung quanh có cái hang động không? Được ở ngoài đời được ăn bánh mì thích nhở, vào trong địa ngục ăn toàn súp, nghèo uống súp lúc nào cũng buồn thị sinh anh em ạ, súp ở nước mà. Tôi không biết là nếu mà đi địa sinh của địa ngục thì nước ấy nó có bị bốc hơi không em, chắc có nhỉ. Mà trong game Minecraft cũng chả thấy có địa sinh nhở. Ấy à, nhẹ nào. Hello anh. Một trưởng chết luôn. Ủa chết trời đủ. Thật. Nói chung là mình mà nói chung là nó luôn có hai cái loại đồ cho mình cầm anh ạ. Một là mình cầm cái totem này, hai là mình cầm cái khiên. Thì theo theo tôi thấy ấy, thì mình nên cầm cái khiên thật. Mình giơ khiên đấy là mình chắn tốt hơn thật. Tại vì là sao mà quái ở đây nó nhiều ta? À than này, đào tí than anh em ạ. Bạn nhẹ. Ôi, cái gì vậy đâu ơi? Cái gì mà nó đông thế này? Bạn Ripper có giỏi nổ đi bạn. Giờ bạn Ripper nổ vui lắm mày. Tôi có cái gì để làm cho bạn Ripper nổ không? Đợi tí tôi đào tí than xong thể hiện cho anh em xem một chút này. Tôi ấy dùng Ripper để giết những bạn zombie đó. À. Ok. À đây, nó còn tí đây. Hơi tối anh em đúng không? Để tôi cắm tí đuốc cho anh em sáng này. À, sáng nhờ. Thích chưa? Thích chưa? Cái cuốc của tôi đào khá là nhanh. Cuốc của tôi là Efficiency 3 và có Fortune 2. Ôi. Thì là cái Fortune 2 thì nó là một cái khảm mà nó sẽ giúp anh em đào một cục than, nhưng mà đôi khi nó rơi ra hai hoặc cục ba cục than ấy, nó khá là tốt. Nhiều Reaper nhờ. Để xuống chơi với các bạn tí nào. Thằng bé anh zombie vừa nãy đâu rồi? Quái đây nào. Đúng rồi, quá hết đây nào. Quá hết đây nào, đúng rồi. Ói à. Đọt ngay. Ui đau nhở. Nói chung là bọn ui đau quá nhở. Ui ôi. Số ghê thế anh em ơi. Cái này là hang ở của bọn quái hả? Từ từ nào. Ủa ơi đau quá. Từ từ. Thằng này. Chưa chào rồi, từ từ anh các bạn. Nó tối quá, tôi chưa có cơ hội để mà đứng lại làm đuốc á. Đuốc. Tôi nhìn được nhưng mà tôi sợ là anh em khó nhìn thế thì. Ok. Nhưng mà anh em khó nhìn coi thì anh em tăng độ sáng đi nhá. Ái chà. Còi láo thật. Đi bắn đi. Ủa đau quá. Ăn cái. Chơi đi bạn ơi. Rồi. Sao đông ta. Tôi đoán đây nó có thể là nó có cái cục mà nó spawn nó bọn này đấy. Khả năng cao lắm.
giàu phết. Bao nhiêu than, ôi. Chắc anh em đang lo tôi bị đầy đồ đúng không? Đó. Nhưng mà anh em đừng có lo, chung là chúng ta sẽ không cần phải quay trở về nhà sớm đâu, bởi vì tôi có mang theo những hộp sugar thần thánh mà tôi lấy được từ dưới An mà. Từ từ nào, con này. Tránh cái nào bạn, tránh. Thằng skeleton nó mới bắn vào con zombie ấy anh em. Ôi đau 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 đau. Ui ok. Ui từ từ nào, ui. Đau quá anh em ạ. Rồi chết rồi, chết rồi, may quá. Thì cái con zombie con đấy là nó cực kỳ khó chịu nha anh em. Nó chạy nhanh mà nó đập cũng bằng con zombie bình thường luôn. Nó chung là khá đau. Tôi khá là ghét con zombie con mà kiểu là nó nhỏ nên mình chém nó khó ấy. Qua đây xem tí có gì không nào. Có kinh nghiệm này, ăn kinh nghiệm cho nó. Sao mà nó nhiều Reaper ta? Thì ở đây nó có đồng thế. Tôi không hiểu sao mà ở trong này nó đông con Reaper lắm. Từ nãy giờ chắc là tỷ con rồi ấy. Nó nổ chết con rơi luôn đấy anh em. Sao lại có con nữa đây? Thẩu hết ở khiên của tôi rồi anh ạ. Tôi thấy có vẻ cái hang này là hang của bọn quái rồi. Đông lắm. Thế quái nào mà tôi chỉ muốn có những giờ phút yên bình sau những cái giờ phút đần độn ở dưới địa ngục mà sao mà game nó không cho tôi được thỏa mãn vậy? Ăn tí à? Thấy có vẻ yên bình rồi đấy anh em. Sau một lúc mà tôi thể hiện sức mạnh thì tôi thấy có vẻ là hang động đã yên bình rồi. Có vẻ chúng nó đã chịu cúi đầu xuống dưới tôi rồi. Đó. Bọn mất dạy. Hello bạn rơi, rơi nhỉ? Đó, rơi ngoan. Anh em mới rơi không đánh tôi không? Chết cha. Tôi đi cái này tôi sợ một lúc nữa tôi lại lạc đường lắm. Tôi chém một phát mà chết con rơi luôn anh em ạ. Hóa ra là cái máu của con rơi nó khá là yếu. Cái gì ấy? Tôi không hiểu là tôi mới nói cái gì. Cái máu con rơi nó khá là yếu nhá. Đó, full đồ rồi, full đồ rồi. Đây này, để thể hiện cho anh em gọi là hộp sugar thần thánh nó có thể làm được cái gì. Đó. Đây là những thứ mà nó làm được cái này đó, ghê lắm. Chắc mình còn đào thêm ba cái thịt zombie, chắc mình còn giết được zombie này. Quan block cất luôn này. Cung cần này. Cái Frostwalker thì trong này không cần đâu nhỉ. Feather Falling à. Feather Falling thay à không, thế nhưng mà cái này sắp hỏng, sắp hỏng anh em ạ. Thôi mặc tạm mà. Ấy đi chứ không chốc có hỏng mất đấy. Flint không cần này. Gỗ điêu này chắc không cần đâu nhỉ. Chắc có gậy để làm đuốc là được rồi. Nhỉ. À này có đồ ăn chín này ngon phết. Đấy tôi nghĩ cắt cái này được rồi đấy nhỉ. Xong đó. Đấy chúng ta lại có chỗ để đồ ngay à. Nếu mà anh em mà muốn đi hang động mà anh em muốn đi mãi mà không bao giờ lên trên mặt đất thì anh em cứ mang theo mấy hộp sugar nhá. Nó sẽ đựng cả thế giới cho anh em luôn. Tôi nói đùa thôi, thực ra thì nó cũng đựng giới hạn thôi. Thì thật ra thì cứ mỗi hộp nó đựng được 30 chỗ ấy. Nên nếu mà anh em mà có 30 hộp là anh em đựng được 900 cái luôn đúng không? Đó, có 30 hộp để đủ hết tất cả cái số trong inventory của chúng ta là sẽ đựng được tận 600 cái item luôn. À 900 item luôn. Cực kỳ tốt nhá. Nên là nếu mà anh em nào mà rảnh ấy thì anh em có thể đi trong An. Kiểu là mình cứ đi mình tìm mấy cái tòa lâu đài ấy. Mình tìm mấy cái NCT rồi thì mình cứ đập cái bọn sugar á. Đó. Là mình sẽ cực kỳ ngon.
Hồi xưa tôi với anh tôi là gọi là mỗi đứa là có hình như là 15 hộp súc cơ anh em ạ. Đi chu du mà tôi mang, mà tôi với anh tôi mang cả cái nhà ấy luôn. Có bao nhiêu đồ là mang hết đi luôn mà. Quá nhiều súc cơ. Đó, chung là cái quốc của mình có cái efficiency 3 nên là chúng ta đào rất là nhanh. Efficiency thì hình như theo tôi nhớ là nó lên được max là 5 cơ. Mà đây efficiency của mình nó mới có mỗi cái level 3 thôi. Mà đã đào nhanh cái này rồi thì lên level 5 chắc là hơn cả hack. Đúng không? Đủ chưa nhỉ? Than thủng được 33 này, than phải ít nhỉ? Đào ấy à? Cái gì đây? Ấy à? Con này, bắn đi. Đau nhở, láo thật. Tôi nghĩ là than mình khá là nhiều rồi, mà bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ đi tập trung cái đảo bạc anh em nhở, chứ anh em nhìn than tôi này nhiều lắm. Đây có bạc rồi, chung là giờ mình tập trung mình đi đảo bạc tí các bạn. Tôi cứ nghĩ là cây gua trong địa cục tôi buồn quá kìa mà. Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi đã có một cây gua cực kỳ gọi là hoàn hảo trong địa ngục, nhưng mà không. Tôi bị ăn ngay một vả từ ông trời các bạn. Tỉnh quá, tôi ăn xong vả tỉnh quá các bạn. Có vẻ chúng ta nên sinh tồn ngoài đời cho nó kinh nghiệm đã, sau này vào lại địa ngục sau anh em ạ. Đây chỗ gì cao này. Số cao này. Kệ đi anh em ạ. Trèo thì cũng trèo được thôi, nhưng mà thôi kệ, đi cao quá. Trèo chốc sợ bị lạc lắm, chứ cha. Mà tôi nói tôi mới nhớ, tôi bị lạc rồi này. Bây tôi chả biết đường về nhà này. Where to về. Đừng bảo tôi bị lạc đấy nhá. Đừng bảo tôi bị lạc nữa nhá. Chỗ này quen lắm, chỗ này khá gần đường về nhà. Cái chỗ cái tối mình chưa đi cả. Khả năng là đây này, đường về nhà này, đúng không? À, đúng rồi đấy. Ấy, không phải rồi anh em ạ. Thôi, đi khám phá tiếp đi, kệ đi. Chốc chốc lạc thì chung là trong ngày thì vẫn có cách để về thôi. Nói chung là sau những pha gọi là sinh tồn gọi là cực kỳ mạo hiểm trong địa ngục thì bây giờ thì anh em thấy tôi chơi khá là nuột đúng không? Tất nhiên rồi. Còn ở đây có nhẹ nào, nhẹ nào. Một trưởng. Ơi, quái nào một trưởng mà không chết nhỉ? Đó, tôi đi trong địa ngục tôi gọi là trải qua những cái giờ phút cực kỳ áp lực anh em. Nên là anh em cũng vậy nhá, anh em muốn gọi là trưởng thành nhanh thì hãy trải qua những giờ phút áp lực. Ấy chà. Căng quá nhở, phun ra vàng luôn nhở. Cái con skeleton này mà vào trong địa ngục chắc là thành vua, nó bỏ lợn luôn đấy. Ok, không có bạc, cố gắng đi đào thêm chút nữa anh em ạ, sau này chúng ta sẽ đỡ phải đi. À đúng rồi, tôi đào xong tôi về tôi làm cái đe. À, tôi làm cái đe, tôi ép cái khảm tên. Bây giờ tìm đường lên nào nhở, vẫn anh lên đường nào ta. Nãy tôi không nhớ tôi xuống đường nào. Lạ nhỉ. Chắc là được 46 bạc cái này là ok rồi. Hay đi đào thêm tí ta. Đào thêm tí anh em nhá. Đi xuống dưới này tìm đào thêm tí. Biết đâu. Đây này nó còn cái chỗ em chưa đi này. Đây này. Tôi không hiểu sao mà tôi cũng cảm thấy là sau khi tôi chơi trong địa ngục xong, bây giờ tôi có vẻ là tay chân có vẻ là nhanh nhẹn hơn anh em ạ, lạ ghê. Hello anh rơi. Chết luôn. Ôi,
Tôi nghe tiếng con rơi kêu cũng dễ thương nhỉ. Ui tối thế. Ơi đuốc. U cung này. Thằng này nó có cái cung khảm rồi. Tôi nhặt được, tôi nhặt được cái cung khảm của nó rồi. Hai hai, tôi cho anh em xem, cho anh em xem. Ui ăn breaking cung phò. Đây là cung khảm nhưng mà khảm phò anh em ạ. Hello anh. One shot. Ơi. À. Đào tí bạc này. Sắt anh em ạ, sắt. Sắt nha. Ok. Khá nhiều rơi. Bạc tiếp này. Ở đường cù rồi anh em ạ. Được nhiều bạc người ta 62. Khá nhiều nhờ. À bạc này, bạc này, bạc này. Thực ra thì về cái chuyện mà chúng ta đi lạc mà chúng ta không quay được về nhà thì nó cũng nó cũng mất khá nhiều đồ, nhưng mà không phải là mất hết anh em ạ. Thì chừng nào mình vẫn có những hộp sugar đúng không, vẫn có hai cái đôi cánh thật yêu của mình mà đúng không. Ô oh, tôi nhìn thấy cái ấy của con Enderman. Mày phải trả mạng con ạ, trả mạng. Mày đâu rồi? Tôi rất là ghét Enderman anh ạ, bởi vì là nó rất là khó chịu. Tôi cứ nhìn thấy nó trong địa ngục là tôi sợ nó lắm, tôi chỉ sợ nó đánh thôi ấy. Nên bây giờ tôi gặp nó ở cái thế giới này tôi phải tranh thủ xử nó bởi vì tôi đang mạnh. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Chạy đâu rồi? Hình như là trên này còn đường ấy anh em. Tôi nhìn thấy là hình như trên này còn đường này. Chưa, bây giờ thì mình có một cách để mình có thể trèo lên được anh em. Khá là nhanh. Trèo lên nào. Đó, xong trèo lên nó. Thì đấy là cách mà mình thì anh em nếu mà đừng cụt rồi anh em ạ, đừng cụt rồi. À này, có này. Thì tôi khuyên thật là nếu mà anh em mà đi thám hiểm ấy, hoặc là đi hang động, nói chung là anh em đi chỗ nào cũng được. Mà anh em mà đấy thì anh em đi thám hiểm hang động thế hay là trừ đi địa ngục nhá, thì anh em cứ mang theo nước nhá, bởi vì nước là cực kỳ quan trọng anh em ạ. Nước có giúp em anh em có thể leo núi ấy. Kiểu là anh em đặt nước ở trên đỉnh núi ấy, xong thì anh em bơi ngược dòng lên cực kỳ bá đạo luôn. Thì nói thật là tôi phải nói thật là một người khá là ghét cái chuyện là mình phá cái cảnh quan của môi trường anh em ạ. Thế nên là cái chuyện mà mình đi leo núi sau đó thì mình cứ xây thêm mấy block thì mình trèo lên ấy, là tôi rất là kỵ cái chuyện luôn. Thế nên là tôi rất là thích cái sáng kiến là mình đi hang động rồi mình mang nước ấy đấy. Thì mình leo núi nhưng mà mình sẽ không bị làm hỏng, mình sẽ không có xây thêm một block gì, thế là đào thêm, thế là đào được cái gì á. Khá là hay. Đây, và tôi sắp sửa phải phá cảnh quan của cái hang động ở đây. Đây, bây giờ mà mình muốn lên mặt đất ấy, đào thẳng lên này anh em ạ. Đó. Thì nói chung là nó sẽ hơi tối. Thì đó, mình bịt nó lại nó sẽ hơi tối thì anh em thông cảm nhá. Nhưng mà anh em vẫn nhìn thấy cái cuốc của tôi một phát thì lên luôn rồi này. Khá là nhanh. Ô tôi đào ở đúng cái chỗ làng luôn này, khá gần làng này. Ok, mình lắp lại cho đẹp anh ạ. Đó, lắp lại cho đẹp, an toàn. Đó, đây chỗ này là đồng cỏ nhá, nó không có cái chuyện gì xảy ra ở đây nhá. Đó. Cực kìa đẹp, không có cảnh quan nào bị phá hoại hết. Ok. Xong rồi tôi sẽ đi cất tía đồ. Xong nung bạc. Sắt. Khá là nhiều đồ. Đó, thì bây giờ thì tôi sẽ nung thôi anh em ạ. Tôi sẽ để cạnh hộp nghề của anh Dân. Đó.
Đây là tôi và anh Dân đang ở homestay đấy á. Tôi ở nhờ nhà anh Dân. Đêm thì hai đứa thì ngủ cùng với nhau đúng không? Đắp chung chăn nhỉ. Thêm chai dầu ăn ở dưới gầm giường ấy, nhưng mà tôi không có cúi xuống để cho anh em xem được, cho nên nó có chai dầu ăn nó ở dưới này đấy. Ok. Bây giờ tôi sẽ chỉ nướng thôi, nướng nung. Nào cũng nướng. Nung bạc, ok. Tôi nung bạc và tôi sẽ dọn tới đồ thôi. Thì buổi về tới đây thôi nha anh em, xong buổi sau là chúng ta sẽ lại bắt đầu quay trở lại cái thế giới thân yêu của chúng ta nhé. Sẽ tạm thời dừng cái thử thách sinh tồn trong địa ngục nhá. Tôi biết là anh em rất là nhớ cái thế giới này của tôi mà. Ok anh em. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em.